mình đang ở đứng ở dưới cầu Cần Thơ, ở dưới cái cầu luôn chứ không phải là dưới chân cầu nữa. Đây là cái nhịp đầu tiên của nó nè, cái mố trụ đầu tiên của nó. Ôi đó, giờ mới đi ngang đây lần đầu á, tưởng đi lạc á, nhưng mà có người chỉ đường rồi cũng về được thôi. Ở đây là cái mố cầu, mố đường, mố cái thôi cho biết vậy thôi. Lâu lâu mới qua đây một lần, mà mới đi lần đầu tiên chứ lần nào mà qua đây đó ha. Quay cho anh chị để thấy. Cầu Cần Thơ đó, cái nhịp đầu tiên. Rồi mình sẽ đi trở lên và mình lên cầu.